Thông tin nóng về Tịnh Thất Bồng Lai được Viện Kiểm sát Long An công bố, Lê Tùng Vân và đệ tử lại gặp biến. Ngày 9 tháng 6, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An cho biết, cơ quan này vừa có cáo trạng truy tố 6 bị can ở Tịnh Thất Bồng Lai, bao gồm Lê Tùng Vân, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương, Lê Thanh Nhị Nguyên, Cao Thị Cúc về tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Hồ sơ nêu rõ, từ năm 2015, ông Lê Tùng Vân cùng bà Lê Thu Vân là em gái ông Vân và một số người khác chuyển đến nhà bà Cao Thị Cúc nằm tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Bắt đầu từ đó, nhóm người đổi tên chỗ ở thành Tịnh Thất Bồng Lai, tự xưng là cơ sở tu tại gia. Tuy nhiên, nơi này không được Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Long An công nhận. Sau những ồn ào, ông Lê Tùng Vân lại đổi tên chỗ ở thành Thiền Am bên bờ vũ trụ để tiếp tục hoạt động. Qua quá trình điều tra, xác định ông Lê Tùng Vân là người cầm đầu, tổ chức đưa ra những chỉ đạo điều hành các hoạt động của Tịnh Thất Bồng Lai. Những bị can khác như Nhất Nguyên, Hoàn Nguyên, Nhị Nguyên, Trùng Dương được ông Vân giao nhiệm vụ viết kịch bản, tập hát, diễn kịch rồi chia sẻ lên mạng xã hội. Viện Kiểm sát cáo buộc ông Lê Tùng Vân, bà Cao Thị Cúc, Lê Thu Vân và các bị can còn lại đã lợi dụng hình thức tôn giáo, đưa tin sai sự thật, bịa đặt từ năm 2019 đến 2021. Họ đăng tải 5 clip, một bài viết có nội dung xúc phạm đến Phật giáo, danh dự và nhân phẩm của ông Nhật Tử. Bên cạnh đó là xúc phạm uy tín Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Sau khi xác định, phân tích, nhận thấy hành vi của nhóm người này là có tổ chức, 6 bị can đều có tình tiết tăng nặng vì phạm tội có tổ chức từ 2 lần trở lên. Duy chỉ có Lê Thanh Trùng Dương được giảm nhẹ vì đã thành khẩn khai báo. Trường hợp bị can Lê Thu Vân là người đã chăm sóc, dạy học cho các cháu nhỏ ở Tịnh Thất Bồng Lai, cũng bị khởi tố với tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân vào ngày 10 tháng 5. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa xác định được chỗ ở, nên Công an tỉnh Long An quyết định tách ra làm một vụ án hình sự khác, sẽ xử lý sau khi bắt được. Những người còn lại ở Tịnh Thất Bồng Lai do không biết hành vi của nhóm bị can là vi phạm pháp luật nên cơ quan an ninh điều tra không xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An cho rằng đây là quyết định phù hợp.